Bay đi Singapore, xuất ngoại sau 3 năm dịch tại Việt Nam cũng như là trên thế giới. Tiên đang rất là vui. Lần này chuyến đi này thì Tiên sẽ đi cùng với Kyle. Và đây là cái vali của Tiên nè. Đó, thì Tiên đang ngồi đợi Kyle đến. Thì sân bay thật ra là đông hơn Tiên nghĩ. Tại vì Tiên cũng không nghĩ là nó đông lắm, nhưng mà nó cũng đông đó mọi người. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng đi khám phá Singapore cùng Tiên nha. Nãy giờ, sáng giờ thì hơi quặn một chút là tại vì tiền bị đau tử quá là nặng, nên là ở trên máy bay vật vờ không nói chuyện được với ai hết. Nhưng mà bây giờ thì nó cũng đỡ hơn một chút rồi. Lát nào chắc ra khỏi sân bay thì tiền phải đi kiếm chỗ để mua thuốc, tại vì đau quá không chịu nổi. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi qua hải quan nha. Mình đã đến khách sạn rồi và bây giờ vừa mới check in xong thì Tiên sẽ làm một cái room tour cho mọi người xem nha. Go. Hi. Welcome to Singapore. Wow. Chào mọi người xem room tour. Ăn chưa mà? Room tour đang quay. Thì đây. Đi vô đi. Đây sẽ là toilet. Rất mở mọi người nhìn được ở bên ngoài. Wow. Hello. Xong rồi đến cái bồn tắm. Và bồn tắm lớn và toilet. Khách sạn lần đầu tiên ở là khách sạn Aquarius Hotel ở Sentosa nha mọi người. View của tụi mình là biển. View tuyệt vời ở mặt trời. View biển nha mọi người. Ở đây là một cái công viên nước mọi người ơi. Oh my god, đã quá. Mà Tiên không có mang đồ bơi, tại Tiên không có nghĩ là kiểu mình sẽ ở một cái hotel mà nó có công viên nước à. Với lại nghĩ đi sinh này thì cũng sẽ không có đi bơi, nhưng mà mình nói chuyện này muốn xuống bơi quá à. Giờ sao không? What's up y'all? It's your boy Kyle back at it again with another vlog. Hi guys. Nói nhiều quá. Bây giờ tụi mình vừa mới thay đồ xong là sẽ đi ăn ở ngoài biển nha mọi người. Tiền anh cầm chìa khóa chưa? Tiên chưa bao giờ ăn ở ngoài biển cả. Đây là lần đầu tiên được Kyle dẫn đi. Chắc mọi người chưa biết, chưa bao giờ nói hết là Kyle là người sinh. Oh yeah. Đây còn là 50% là người sinh. Kyle là like, Kyle like nhiều thứ lắm. Kyle like Singapore, Kyle like Chicago, like Việt Nam. Đủ thứ đó mọi người. Mọi người muốn Kyle like gì Kyle cũng like được. Cho nên là đây là ngôi nhà của Kyle. Thì đây là lần đầu tiên Tiên mới đi sinh cùng Kyle, chứ không mấy lần trước toàn đi với gia đình thôi. Yeah. Cho nên hôm nay sẽ được dẫn đi ăn. Hôm nay với thổ địa Kila ở đây thì Kila sẽ dẫn Tiên đi ăn ở ngoài biển, ở một cái chỗ mà đó giờ Kyle với gia đình lúc nào cũng ăn hết. Đi đường này xuống đi. Okay nha. Lát cái gì tới chỗ ăn thì Kyle và Tiên sẽ cho mọi người thấy những cái món mà Kyle sẽ chọn cho Tiên. Đây là những cái món thực sự đặc sắc của Singapore, nên mọi người cứ chờ nhé. Yay! Ok, thì hiện tại Tiên đang ở ngoài biển. Ngoài biển đúng không anh? Tiên đang đứng xếp hàng để gọi món. Hay món gì anh?
giới thiệu đi. Rojak, đây là Rojak. Đây là giống như là trái cây sốt đậu phộng đó mọi người. Can I have one Rojak with hot coffee? Là gì? Là với đậu phộng à? Với đậu phộng. Với khô mực. Rojak với khô mực. Rojak là giống như dưa leo thơm. Gà cháo quẩy, sốt đậu phộng. Rất là ngon. Thì mình vừa mới ăn xong rồi bây giờ sẽ đi bộ ở ngoài biển. Yes. Yeah, thì mọi người biết á là hiện tại cho đang không có đeo khẩu trang. Là tại vì ở bên Singapore bây giờ nó cũng khá là dễ. Nên Kèo mới nghe nói là mình không có cần phải đeo khẩu trang như là những cái nước khác. Đi vô, xích vô. Yeah. Để không cần. Ý là đeo để an toàn thôi, nhưng mà nếu mà bạn đã dính như cái ồ rồi thì cứ xả đi. Tiên chữ dính lên tiên còn sợ lắm. Ôi đẹp quá, xinh xắn vậy. Đi, đi coi. Quay đi. Mà đi xin khi nào tiến tới đây mọi người, thì nhìn đồ kiểu shopping rất là đã, thì có trà chiều cái kiểu nữa, cho nên là rất là đẹp đó mọi người. Của cây hồ á, mục đích của cây hồ tới đây á là để quyết lời mọi người. Đây cây hồ là tới bến bất cờ luôn. Ok, để em coi anh đánh được 100 đô, anh thua anh đi về. Cây hồ chỉ bỏ 100 đô. Cái gì? Cây hồ muốn mua thôi. Không, quá mắc tiền. Nhưng mà Tiên không cho cây hồ mua. Không có tiền để mua, tại sao cứ phải đi vô những cái chỗ quá xa xỉ vậy? Ê, ai nói không có tiền? Không có tiền thiệt. Vô nhìn mà. Hiện tại Tiên đang trong cửa hàng Off-White. Và Tiên mặc một cái áo crop top cùng cái jacket và quần jeans. Trời, store đẹp lắm á mọi người ơi. Oh my god. Hello mọi người. Hiện tại Tiên đang ở trong LV ở Marina Bay Sands. Đây là một cái store huge. Ở dưới đây là exhibition. Ở dưới là triển lãm, xong rồi trên đây sẽ là store. Đây là một cái store bự nhất Đông Nam Á nha mọi người. Rất bự luôn, giống như là mình phải đi lên như nè. Rồi mới tới store. Oh my god. Anh có bài em mua cho em cái gì? Có chứ, em lên em thích gì em cứ được lấy. Tụi mình đang quay một cái video tiên cùng cái gì đó là cái ồn. Ôi, vậy hả? Vậy em đụng cái tòa tháp này anh mua cho em. Xạo. Hiện tại thì tụi mình đang ở Sephora. Và cái ồn đang shopping. Cái ồn đang shopping. Yes, em đâu có mua gì đâu. Em đâu có mua gì đâu. Mọi người ơi, Tiên vừa mới spot được cái store của Gentleman Store. Bây giờ Tiên sẽ vào xem thử cho mọi người. Oh my god. Hồi nãy Tiên vào thì Tiên nghĩ là Tiên sẽ mua được kiến của Jenny, nhưng không. Nó đã sold out rồi mọi người, nhưng mà có người mua. Có người khen hết tiền nhưng mua. Còn Tiên không mua được gì cả mọi người à. Tiên mua được Bath & Body Works, mua được mấy cái nến. Hết rồi. Tiên đã về nhà rồi. Thì tụi mình có gọi Grab Food tới khách sạn. Tiên đói lắm luôn. Bây giờ là 11 giờ 20. Và đây là view của khách sạn. Ở đó là biển đó mọi người. Bây giờ tụi mình sẽ ăn với cái view này nha. Hôm nay là ngày thứ hai Tiên ở Singapore. Tiên có mặc áo này mọi người, cái thương cơm này nha. Thì bây giờ Tiên vừa mới dậy, Tiên sẽ make up một chút. Thì bây giờ Tiên sẽ make up xong và đi ăn sáng nha mọi người. Ok, Tiên đã make up xong rồi. Xui quá, tự nhiên mặt phải cũng buồn nữa. Quá là buồn. Nhưng mà bây giờ thì Tiên sẽ đi xuống ăn sáng nha. Oh my god, good morning Singapore! Hello mọi người. Hôm nay là ngày thứ hai của tụi mình. Thì bây giờ con và Tiên vừa mới thức dậy.
đi ăn sáng ở khách sạn. Ok. Đó là tôi ghê mọi người. Phòng cây một bút không có breakfast, không có ăn sáng. Sorry mọi người, phòng free thôi, breakfast, no free. Cho nên là thôi thì tụi mình sẽ đi ra Vivo gần đây, đi bằng train. Đi train được. Đi train để ra đó ăn. Việt Nam có Vivo City, đây cũng có, nhưng mà ra là Vivo City là cái xinh đó mọi người. Các mọi người chưa biết. Mình sẽ ăn cái món đó, đó cái món xá xíu, mì xá xíu đó mọi người. Nhìn rất là ngon. Thì Tiên gọi mì xá xíu với heo quay và chén súp. Anh ăn cái gì ạ? Anh gọi mì xá xíu với vịt quay. Vịt quay hả? Yes. Very good, very good. Mình đã ăn xong và đã mua một chút xíu đồ đây mọi người đó. Thì bây giờ Tiên sẽ đi qua nhà nội của Kyle để chào bà. Hi. Hello mọi người, hiện tại thì tụi mình đang ở đâu anh? Đây là ở khu vực ở chợ, đi chợ mọi người, nhưng mà chợ xinh rất là đẹp nữa. Kiến qua mới mua nè mọi người. Kiến mới mua đẹp không mọi người? Nó là đẹp á. Mọi người like share. Ủa là sao vậy mà? Ủa? Tiên đang ở trong Sephora và đang đứng xếp hàng get line để trả tiền. Tiên mua hai cái sản phẩm Tiên đang cần là cái eyebrow Anastasia và cái eyeliner của Stella. Đây là hai sản phẩm Tiên sử dụng rất là nhiều. Cho mọi người nào hỏi. Đây là Tiên đang kể. Lemon cake, còn Kyle mua cái brownie. Đúng rồi, Tiên là Earl Grey lemon cake. Kyle là peanut butter chocolate brownie. Cảm nghĩ về đánh bài của anh đi. Rất là vui mọi người. Vô Kyle tưởng là được bet 10 đô á, được bet 10-20 đô á, xong rồi nó kêu là minimum 50 đô nha, mà trong khi trong tay chỉ cầm có 100 đô vô bet thôi. Nên chơi chơi cái gì đỏ đen á.
Quên rồi. Trời, chơi đỏ đen á thì mình cứ bet đen thôi, nhưng mà đen thiệt. Thua hết tiền. Thua hết luôn, 100 đô trong vòng 2 gián. Xù. Nên thôi mình đứng dậy mình đi ra. Mà tiền ăn không, tiền hên lắm, tại vì tự nhiên chơi cái gạt máy á mọi người. Lần đầu tiên vô casino nha, chơi cái gạt máy bấm để vô 10 đô xong rồi ăn được 100 mấy đô luôn, tự nhiên đúng một lần duy nhất tinh thắng xong thôi đứng dậy đi ra, coi như là cây hồ thua bù vô tiền đó, coi như là quà tiền. Bây giờ tụi mình đang đi ăn hải sản ở Vivo City. Hi mọi người, hôm nay là ngày cuối cùng Tiên ở Sing rồi, bây giờ Tiên sẽ check out phòng. Thì chuyến bay ngày hôm nay là 6 giờ rưỡi tối lận, cho nên là ngày hôm nay Tiên sẽ đi vài chỗ, xong sau đó Tiên sẽ ra sân bay và lấy tax refund và những món đồ Tiên mua. Thì hôm nay là tụi mình ăn ở cái chỗ Y Chang sáng ngày hôm qua Tiên ăn, mà ngày hôm nay Tiên sẽ ăn khác và Tiên ăn cơm gà Hải Nam và mì. Hello mọi người, tụi mình đã ăn xong ở Vivo City, bây giờ tụi mình đã tới sân bay rồi. Thì đang đi đến một cái mall ở trong sân bay, nó gọi là chùa. Giới thiệu mọi người một cái quán tụi mình rất hay ăn ở bên Mỹ. Đang phải line up để mua nè mọi người. Rất là ngon luôn mọi người. Ai ở bên Mỹ mà chưa ăn cái này thì you should try. Trên máy bay đã chuẩn bị bay về Sài Gòn, kết thúc chuyến